chồng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nói rõ lý do Hoài Linh và dàn nghệ sĩ im lặng trước vụ việc của ông Võ Hoàng Yên. Mới đây, diễn viên Lê Tuấn Anh, ông xã của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân gây chú ý vì chia sẻ khá dài trên trang cá nhân. Trong đó, nam diễn viên tên tuổi một thời nói rõ lý do các nghệ sĩ im lặng trong thời gian qua, mặc cho bị vợ chồng ông Dũng Lò Vôi công kích. Cái đám nghệ sĩ lì lợm ấy dù bị chửi thậm tệ, dù bị vùi xuống dưới bùn mà vẫn chưa chịu lên tiếng để về cùng phe anh chị đại gia quyết tiêu diệt cả thầy lang. Bởi vì sao? Bởi vì họ tin tưởng vào luật pháp. Giữa lúc cả nước đang tích cực gồng mình chống dịch Covid, giữa lúc cả nước đang cùng đảng và nhà nước tập trung cho cuộc bầu cử quốc hội thành công tốt đẹp thì lại xảy ra sự kiện ầm ĩ này. Nếu như giới nghệ sĩ họ cũng lên mạng xã hội, truyền sóng trực tiếp, ăn miếng trả miếng với anh chị hàng ngày, như vậy có phải vô tình giới nghệ sĩ họ tiếp tay với anh chị gây xáo trộn bất ổn xã hội, vô tình phá hoại chính sách đại đoàn kết do đảng và nhà nước đã bao nhiêu năm xây dựng? Trích chia sẻ của diễn viên Lê Tuấn Anh. Nói thêm về chuyện ông Võ Hoàng Yên, ông xã nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho rằng, trước khi bị tòa án kết tội, thần y này vẫn đủ có quyền công dân. Không một cá nhân đoàn thể nào có quyền xem họ là tội phạm thay tòa án, Lê Tuấn Anh nói. Cuối bài viết, ông xã nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khẳng định các nghệ sĩ im lặng không phải vì sợ ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng, mà vì muốn làm công dân tốt để sự việc được cơ quan chức năng xử lý. Ông cũng gửi lời đến vợ chồng bà chủ Đại Nam, mong anh chị sớm dừng cuộc chơi này lại, đừng lấy việc công khai lăng mạ, sỉ nhục người khác là thú tiêu khiển của mình. Bài đăng của Lê Tuấn Anh thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, trước đó, ông xã nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã khóa chế độ bình luận công khai ngay từ khi ồn ào của vợ mình nổ ra. Một số bạn bè của Lê Tuấn Anh đồng tình với quan điểm của ông, gửi lời động viên đến cả hai. Phía bà Nguyễn Phương Hằng hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi sau bài đăng của Lê Tuấn Anh. Những ngày qua, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đang vướng scandal lớn nhất trong sự nghiệp làm nghệ thuật khi được cho rằng có những phát ngôn đụng chạm đến bà Nguyễn Phương Hằng và chửi khán giả vì đòi minh bạch số tiền 13 tỷ đồng từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Đoạn ghi âm được bà Phương Hằng công bố trên livestream có giọng nói bị nghi là của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Cái bọn chó đẻ đó thiệt á, ai chia sẻ cái này ra là xong chứ gì, gửi vô Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà cưng, gửi vô đó mới là hay chứ, trời ơi quá hay luôn. Bà Phương Hằng cho rằng nữ nghệ sĩ chửi khán giả đồng thời có liên quan đến bản sao kê giả nghệ sĩ Hoài Linh chuyển 13 tỷ tiền ủng hộ miền Trung cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bị bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố kiện vì có hành vi vu khống doanh nghiệp và khẳng định trong livestream rằng sẽ xử lý nghệ sĩ này làm thí điểm. Nguyên nhân bắt đầu từ bình luận của nữ nghệ sĩ dưới bài viết của đạo diễn Hoa Hạ khi ngầm ám chỉ một người phụ nữ làm ăn bất chính mới có được cả cân sổ đỏ. Khi đạo diễn Hoa Hạ trả lời bình luận ý chỉ, người phụ nữ được nhắc đến đã cướp trên xương máu của dân nghèo, chứ không tài giỏi gì, thì nghệ sĩ Hồng Vân cũng trả lời một cách đầy mỉa mai. Hì bởi, làm ăn lương thiện thì làm sao mà hạt xoàn cả rổ, sổ đỏ cả cân, hề quá. Sau vụ lùm xùm này, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bị đông đảo khán giả chỉ trích và thậm chí dùng những lời lẽ tấn công đến nữ nghệ sĩ gạo cội. Điều này khiến nghệ sĩ nhân dân phải khóa bình luận của cư dân mạng và cho biết chỉ muốn giữ im lặng để mọi chuyện dừng lại. Trong đoạn clip mới nhất được đăng tải trên TikTok, nghệ sĩ Hồng Vân bắt trend phong cách trang điểm đậm đang hot. Hồng Vân còn giữ lớp trang điểm dày cộm khi vừa mới diễn xong, thậm chí còn trêu đùa mọi người rằng đây là mặt mộc của mình. Nữ nghệ sĩ khẳng định một cách hài hước trước ống kính, mặt mộc thiệt luôn, không hề đánh mắt, môi thật luôn, đẻ ra môi đỏ rồi, vẫn giữ thái độ vui vẻ và tích cực. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tỏ thái độ bình thường như chưa hề có lùm xùm nào xảy ra. Clip hài hước xuất hiện giữa bão dư luận của nữ nghệ sĩ đã thu về hơn 42.000 lượt thích chỉ sau 3 tiếng đăng tải. Điều đáng nói là tuy có nhiều lượt thích như vậy, nhưng bên dưới chỉ có bình luận hiển thị, mà đa số bình luận này đều khen ngợi sự dễ thương và trẻ đẹp của nữ nghệ sĩ. Rất có thể phần bình luận đã được tài khoản của nữ nghệ sĩ lọc đi để tránh những bình luận công kích đến từ khán giả. Có thể thấy nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vẫn quyết định lựa chọn cách im lặng và hoạt động nghệ thuật như chưa có gì xảy ra, đồng thời tránh để các bình luận tiêu cực xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội mà cô sở hữu. Tuy nhiên, sự im lặng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân trong thời điểm này không khiến cư dân mạng nguôi cơn giận. Thậm chí nhiều khán giả còn thể hiện sự thất vọng với nữ nghệ sĩ, vốn dĩ có hình tượng đẹp này, vì động thái lẩn tránh dư luận.